của một ông anh trong Kingdom U, chắc tầm phải U gọi bằng chú rồi anh em à. U hơn 40 rồi, để xem thử là với 555 ngày chơi game thì cái tài khoản này đánh ship C và D có ok không nhá anh em. Rồi, trước mắt thì anh em mình sẽ cùng xem về VIP nhé. Hiện tại thì mới bay về 871 mùa này nhé anh em. VIP 16 với số ngày đăng nhập liên tục là 555 ngày. Như vậy là có thể nói là cái tốc độ VIP cực kỳ nhanh. Như mình đã nói với anh em rồi, chơi nếu mà không nạp ấy, hoặc là nạp ít ấy, không có rương vàng để hit thì phải tầm khoảng trên dưới 1.000 ngày thì anh em mới có thể đạt được tới cái mốc VIP 16. Ở đây là mới 555 ngày đã đạt được mốc VIP 16 rồi. Như vậy là có một sự đầu tư không hề nhẹ trong đây, hoặc là hit rương cũng khá là nhiều. Đó là hai cái vấn đề chính để có thể đi được cái VIP thật là nhanh. 555 ngày chơi game mà anh em thấy được cái mức sức mạnh lên tới 95 triệu sức mạnh, rất là cao nhá anh em. Để mà mới chơi mà tầm này bâu là rất là khó đấy anh em à. Đang sử dụng nền văn minh là đế chế Ottoman và điểm tiêu diệt là 1 tỷ tư. Thì mình cũng có nghe chủ ạc chia sẻ cho mình là ạc này mới chơi 2 mùa chinh phạt. Mùa đầu tiên thì đánh được tạm tạm, nhưng mà mùa thứ hai thì đánh map sông Ninh là thần tử là ít đánh nhau. Thế nên là mới bay về, chán quá mới bay về 871. Anh em mình sẽ xem thông tin chi tiết với cái tài khoản 555 ngày. Nhưng mà cái mức Q-bon như mình nói rồi, anh em chơi tầm khoảng 1k ngày, mình đang nói là so sánh với cái mức người chơi trung bình số đông ở trong trò chơi này nhá anh em. Đó, thế nên là khoảng 1k ngày thì anh em tầm khoảng trên 1B Q-bon là mình nghĩ cũng tạm được đối với những anh em chơi seed thấp. Nhưng mà ở đây 555 ngày mà được tới 1B, 1B4 như vậy, gần 1B5 Q-bon là cũng khá là ok rồi, vì ạc mới mà anh em. QT4 là 75 triệu và QT5 là 32 triệu nè. Xem một chút thông tin chi tiết. Hạt này thấy bầu to thế, không biết có đua thiên đỉnh gì không. Chết mới 5 triệu 8, thu thập tài nguyên 13 tỷ và hỗ trợ tài nguyên tới 18 tỷ là. Đó là bơm red cũng khá nhiều, hoặc là đổi red cũng khá nhiều đúng không anh em. 95 triệu sức mạnh thì ở đây anh em sẽ có là 4 triệu 4, gần 4 triệu 5 lính nha anh em. Lính có vẻ khá là đồng đều nhau, lính bộ 1 triệu 1, kỵ 1 triệu 5 và cung là 1 triệu 1. Ở đây không có xe luôn, chỉ có xin xe T1 với lại xe T2 thôi, T4, T5 không có luôn. Rồi này mình nghĩ là cái này có khả năng là đua thiên đỉnh, rồi cái bầu khá là cao. Vậy đua thiên đỉnh hay là đua trượt thiên đỉnh? Ở đây có cái nhà cung 30 ngày này anh em. Ngoài ra thì có thêm một cái nhà KPK1, nhà này thì chắc là đổi trong shop KPK rồi. Rồi anh em xem một chút về kho nhé. À, mới bay về thế nên là red không có nhiều nhá anh em. Mới bay về được tầm khoảng nửa tháng thôi. À, nhưng mà red kho thì vẫn còn ok nè. Ngoài ra thì dàn farm mình thấy khá là nhiều, 4 5 con farm lận anh em ạ. À, mấy anh già dạo này siêng chơi game quá. À, chơi chính rồi còn chơi 4 5 con farm nữa. Rồi, tăng tốc. Tăng tốc như vậy mà đánh ship B đổ xuống thì cũng cũng ổn nhá anh em. Ạc mới mà. T5 các thứ rồi thì tăng tốc sẽ không còn nhiều, nhưng mà từng này là đấm mái thoại. Cá nhân mình nghĩ từng này là đấm mái thoại rồi. À, coi ghia coi nào. 1, 2, 3, 7, 11, 11, 15, 19, ui ôi, 23, 27, 28, 29, 30, 31 món trang bị cam. 555 ngày chơi game, 31 món trang bị cam. Này mà không nạp thì làm sao mà nâng được anh em. Làm sao mà có tầng này ghi được đúng không anh em? Chắc chắn là phải nạp, nạp nhiều ấy. À, hai vũ khí, hai mũ. Ở đây có khả năng là tinh luyện nữa. Một món, hai món, ba món, bốn món, năm món, sáu món có tài năng đặc biệt. Như vậy nếu mà lấy 30 chia cho 6 thì trung bình là 5 món thì sẽ đập một món nổ tài năng đặc biệt. Điều đó là chắc chắn là không thể trong cái game này rồi. Hoặc nếu mà nó có thể xảy ra thì nó là trường hợp cực kỳ thấp. À, chắc chắn là hàng này tinh luyện rồi anh em ạ. 555 ngày chơi game ghi kinh thật, ghi quá khủng khiếp. Ba tượng cam rồi, 555 ngày chơi game bao nhiêu con tượng cam? Trung bình thì anh em sẽ mát khoảng tầm 3 4 con cam là nhiều lắm rồi đấy, gọi là cực kỳ siêng chơi game. Ở đây mình thấy có quanh vũ full một bộ ghi cam nè. Tầm này thì 3 4 đạo full cam, gần full cam hoặc gần full cam rồi. Giết 4 triệu tài năng
phun nhánh xanh, vũ trang, hào khí, thanh tẩy. Xét thương người dã man là thôi bỏ rồi. Mẫu 3.5 là ok nè. Netki cũng mua gần full gear cam, vũ trang, mẫu kỵ 8.6, đáng sợ, chiến hỏa. Minh văn này cũng không cao lắm đúng không anh em? Netki giết 10 triệu nè. Rồi Netki tiêu diệt người dã man 8 gần cả tỷ là. Vậy là kéo man à, kéo man bằng net à. À, tài năng da cát lượng gần full cam. Dạng lượng dưới bên này mới có 1 triệu à. Da cát lượng thì tướng mới, vũ trang nè, mẫu cung 8.8. Ồ, da cát lượng thì ghê ngon, vũ trang ngon. Rồi một đạo tiếp theo là Boudica, cũng ghê cam. Vậy là đánh hai đạo cung nè anh em à. Đây cũng full ghê cam nè, bốn đạo gần full cam à. Ôi, vũ trang cung có vẻ xịn phết nha. Mẫu cung 9.9 nè. Thợ săn nè. Công kích táo bạo 2.5, sát thương kỹ năng. Tài năng Boudica. Kill. Giết chưa được mờ luôn. Boudica hiện tại đang có bộ kỹ năng là 5551 nhé anh em. Yuan. Vậy là nét Yuan. Yuan là đi phụ rồi. SC. Ồ, vậy là SC cũng đi phụ Quang Vũ luôn. Tính ra một con ạc mà 555 ngày mà từng này tướng cam là khá là mạnh nha anh em. Quạt nạp nhiều phết đấy. Ở đây mình thấy mát cả Mina nè, Di nè, Alex nè, Willy 5551, Hạng Vũ 5111, Terra là 5111, Hoắc Khứ Bệnh 2111. Rồi có con Mina, còn 23 chứ. 23 mua gói triệu hồi. Rồi để xem nào. 1 con, 2 con, 3 con, 4 con, 5 con, 6, 7, 8 con tướng cam mát. Như vậy là mát nhiều đấy anh em ạ. 555 ngày như vậy là nhiều. Gear cực kỳ mạnh và VIP cũng cực kỳ ngon ở cái tầm giá 500 mấy chục ngày rồi. Ở đây thì sẽ có rất là nhiều tướng meta đang hot hiện tại. Quang Vũ, Netki, Gia Cát Lượng, Yuan, SC, Boudica. Lên toàn tướng tướng meta rồi anh em ạ. Ở cái giai đoạn đầu KBK thì có Sala, Mina, Di, Alex, chắc L 5545. 5545 là à, từ từ, 5545 là cũng nhiều đấy. Đây 103 tượng cam nè. RC 5541, 227, 103, cũng bỏ nhiều tượng cam ấy. Nói chung là hơi phí đúng không anh em. À, ở đây mình thấy là còn Minamoto cũng tới 1 tỷ 7 giết man rợ. Ôi, giết man kinh thật ấy. Cái này là giống dạng kéo man, nhưng mà anh em sẽ lựa một cái bãi man đông, sau đó anh em thả Mina với gì vào đó, giết hết cái bãi man đó thì anh em về. Đó, đánh như vậy, nhưng mà đánh tới 1 tỷ 7 rồi cũng cực kỳ khủng khiếp nha anh em. Ờ, nãy giờ mình quên xem con cao cao chứ. Cao cao 5355, cũng gần mát cao cao luôn. Chắc chắn là phải đầu tư tượng rồi. À, cái này mình thấy nó có 40 tượng cam thôi, nhưng mà số tượng cao cao là 490 tượng. 490 tượng mà đối với 555 ngày chơi game thì nó là không thể nha anh em. Cái này là mua gói ngày nè. Mua gói ngày cao cao. Như vậy là quả ạc nạp cực kỳ nhiều rồi. Ngay cơ bản là nạp nhiều thì tất cả sẽ được xóa lỗi lầm hết. Nếu như anh em nạp nhiều, đã nạp nhiều thì không có gì gọi là sai lầm hết đúng không anh em. Đây dàn ạc farm nè anh em. 1, 2. Ạc farm mà ghê chưa. Mới chơi game mà ạc farm 50m, 48m, 30m, 3 con ạc farm, 1 ạc chính. Tại họ là mấy anh già, nhưng mà nhiều anh già già chơi game chịu cày phết đấy anh em à. Cơ bản mình cũng thuộc dạng không già mà cũng không trẻ, nhưng mà mình xuyên chạy pháo. Và chủ ạc cũng tương tự như vậy, cũng chạy pháo ác lắm. Mình có nghe chủ ạc chia sẻ là chạy pháo mà nâng mấy con farm này gần như lâu đài 24-25 hết rồi ấy. Rồi còn bây giờ thì anh em mình sẽ xem chủ ạc sẽ ghép nối những cái đạo nào để đánh đồn phiêu nha. Nói chung mà có tuổi rồi thì theo cái quan điểm cá nhân của mình thì lựa chọn chơi mấy cái đom ship thấp cho nó đỡ xô bồ anh em ạ. Đó. Ở đây đánh một đạo Quang Vũ SC, một đạo bộ này thì mình thấy là khá là khỏe rồi và khá là chuẩn meta rồi, mạnh nhất trong meta bộ binh rồi.
Một đạo thứ hai là Gia Cát Lượng với lại Nebu. Cặp này thì đúng đúng cái ý của mình luôn và cũng không còn gì bàn cãi. Cặp này thì Phil nó cực kỳ mạnh và nó bù lại là kẹp con Nebu thì sẽ bù được cái tốc độ di chuyển của Gia Cát Lượng các thứ, những cái chỉ số nó rất là cân bằng. Thế nên mà tại sao trong rất là nhiều video mình có chia sẻ với anh em là Gia Cát Lượng đánh với Di là được rồi. Bởi vì đa phần là rất là nhiều người chơi cách đây khoảng tầm 1 năm thì hầu hết anh em đều có Di. Mục đích của anh em là nâng Di để kéo ma. Thì thế vì vậy, chính vì vậy là anh em nâng thêm con Gia Cát Lượng nữa là sẽ có một đạo cung để đánh on field. Thay vì phải đánh những đạo meta ví dụ như là Borica Gia Cát Lượng và Gia Cát Lượng Nebu. Thì thông thường là anh em sẽ không có Nebu và Borica, thế nên là phần lớn trong những cái video của mình thì mình đều chia sẻ với anh Gia Cát Lượng với Di là cực kỳ ổn áp rồi. Đó, chứ còn mà tốt nhất thì nó vẫn là Nebu Gia Cát Lượng hoặc là Borica Gia Cát Lượng. Cái chuyện đó là hiển nhiên vì số đông phần lớn anh em đều thấy những người chơi lâu rồi thì họ đều đánh những con tướng meta nó chuẩn hơn. Một đạo tiếp theo mà là một đạo cung Borica với Di. Cặp này cũng chả còn gì bàn cãi cả. Đánh on field cũng cực kỳ khỏe rồi. Salawili thì không quá mạnh ở những cái dom ship cao, nhưng mà ở những tầm ship B đổ về thì Salawili đánh vẫn rất là tốt. Và đạo tiếp theo là Ned và Yuan. Cặp này thì cũng hết chỗ chê rồi, không còn gì để chê nữa. Như vậy là mới 555 ngày chơi game mà chủ quạt đã có tới 5 đạo đam đỏ và gần như là rất là chuẩn meta rồi, trừ mỗi cặp Salawili thôi. Nhưng mà mình nghĩ như vậy là khá là ổn rồi. Và Hoắc Khứ Bệnh thì mình thấy là đang nâng và sau này sẽ đánh Hoắc Khứ Bệnh William thì đúng là wow, đúng chuẩn bài rồi đặt. Và như vậy là có 5 đạo tướng chuẩn meta là đánh on field mà mình nghĩ 5 đạo này đánh cực kỳ khỏe rồi. Chẳng qua là hai mùa trên phạt trước thì lại được không được đánh nhau nhiều, thế nên là cái kill bond nó không cao thôi. Rồi ok, như vậy là trong video ngày hôm nay thì cũng review cho anh em xem một quả của những người chơi thuộc hàng bô lão ở trong game này rồi. Thế nhưng mà cũng rất là chịu cày game đúng không anh em, với một ạc chính mà cả ba con farm kiểu đấy là chạy pháo đài các thứ, farm thiết các thứ, là nói chung là ạc farm mà bâu to cái đấy trong tầm đấy ngày thì cũng phải chịu cày làm nhiệm vụ các thứ đầy đủ anh em. Cũng chăm sóc ạc farm không khác gì ạc chính thì mới có thể đạt được cái mức bâu như vậy. Nói chung là bỏ khá nhiều thời gian, ngày đi làm thì tối về là chắc cũng phải mất 2-3 tiếng đồng hồ để chơi game rồi. Đó. Thế nhưng mà nếu như anh em biết sắp xếp thời gian thì cái trò chơi này nó cũng sẽ khá là đơn giản thôi. Cụ thể là như anh em thấy mình đây, cũng chơi 3 canh đom, mình cũng sắp xếp thời gian để chơi. Nói chung là chạy hết áp là được, chạy pháo chạy man cũng được. Và cơ bản như mình nói với anh em rồi, chạy pháo thì mình vẫn thích hơn. Vì ở đó anh em có thể có sách, trong quá trình chạy pháo thì anh em cũng có thể làm được việc khác, thế nên nó tiện hơn. Đó, nhưng mà nếu mà anh em nào cực kỳ mà tiết kiệm, không có quá nhiều thời gian, anh em cũng có thể xả 5 đạo đánh man sau đấy đi farm game thì nó cũng rất là ok. Còn riêng về cái tài khoản này thì mình tin chắc là nạp khá nhiều rồi. 555 ngày chơi game VIP 16 rất là khó để có thể lên được. Và 555 ngày chơi game mà mát tới gần chục con cam như thế cũng cực kỳ khó luôn. Thêm một cái nữa là hơn 30 món gear cam như vậy, với cái dàn tướng hầu như là full hết meta, thì phải công nhận là cái quả ác này cực kỳ mạnh đúng không anh em. Mùa này đấm nhau mà nếu mà quả ác này mà đánh shit tầm shit B đổ về thì đúng là không có gì phải sợ hãi nữa rồi đúng không anh em. Ok, anh em nghĩ sao về cái tài khoản này, anh em cũng có thể chia sẻ bình luận ở dưới video. Cảm ơn anh em đã xem video và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Bye bye, xin chào anh em.